Thằng kia nghiệp Ủa, rồi, vô. Rồi, hồi nãy được một cái con cua này lạ lắm chị. Là nó ngửa không được. Rồi, cho phải ông nó chút tôi không có. Tôi biết quanh. Ta cũng sợ bị phạt chứ bộ. Tôi biết quanh. Yeah. Ta cũng sợ bị phạt chứ bộ. Nó được quanh. Rồi lấy cái ghẻ đây. Con cua nó có ghẻ không? Sao thấy cái mai nó có ghẻ?